Lại có giấy trắng, lại có màu, lại vẽ. Buổi hôm nay lại vẽ, thực hành vẽ. Nào, đặt đầu vẽ luôn. Đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào. Bắn chung, chiu, 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 chiu. Cứ như là cái gì mà lạ thế, thầy hôm nay vẽ gì mà lạ thế thầy? Thầy cũng chẳng biết vẽ gì nữa, thầy cứ vẽ thôi. Chúng mình thử nhận diện ra xem là nó là gì. Nào, vẽ tiếp đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, bùm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ú, 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 dạ. Ú, đấy, tiếp này. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2. Đếm theo kiểu xuôi rồi lại đếm ngược lại các con ạ. Thầy hôm nay thầy ngẫu hứng, thầy vẽ các con nhận luôn ra được đó chính là cây có quả có lá theo cách vẽ đơn giản. Nào, chúng mình sẽ cùng cho tất cả những cây này đều sống trên mặt đất nha, yêu thương của chúng mình nhé. Trên mặt đất này, nói ở phía xa có những lùm cây, có những cây tạo thành lùm này. Thế thôi, còn gì nữa? Tất nhiên là không thể dừng lại được. Chúng mình sẽ vẽ thêm cho một bức, một hình ảnh nữa, đó là một chú chim bay tới. Đấy. Không phải một chú mà một chú nữa. Một chú nữa. Không phải một chú nữa mà lại phải một chú nữa. Ủa, chỗ nào được nhỉ? Chỗ nào đẹp hợp lý nó không bị. Đúng rồi, chỗ nào có thể vẽ được chú nữa đấy. Đúng, chỗ này nhé. Chỗ này một chú chim con bay đến tìm bạn nơi này. Dưới này làm gì nào, vẽ gì nào? Một chú sâu. Có một chú sâu nhé. Một chú sâu đang bò lổm ngổm ở dưới này. Đấy, rồi con chú sâu này đang bò. Đấy. Gặp những chiếc lá rụng, gặp những chiếc lá rụng ở dưới gốc cây, và chú định ôm những chiếc lá này về nhà làm tổ cho ấm, hoặc là sẽ làm một thức ăn ăn dần. Đấy. Ăn dần trong những ngày không đi kiếm mồi được. Đấy. Cho thêm lá vào, cho thêm lá vào. Đấy. Rồi, chúng mình có thể vẽ thêm một cái nữa đây, thêm cái nữa đây. Đấy. Thế thôi nhỉ, cần gì phải vẽ nhiều đâu, thế thôi đủ rồi đấy. Chúng mình tô màu thân cây màu nâu hoặc là màu xanh đậm, xanh lá cây, chúng mình tô màu xanh lá cây, có cái lá xanh đậm, có cái lá xanh nhạt, quả tô màu vàng hoặc màu cam hoặc là màu đỏ. Chim chúng mình có thể tô các màu khác nhau hoặc có thể tô màu vàng. Sâu thì chúng mình cũng tô mỗi cho con sâu rực rỡ này, mỗi ô một màu, mỗi ô một màu, mỗi đốt một màu, mỗi đốt. Lá rụng thì chúng mình sẽ làm gì? Đúng rồi, lá rụng tô màu vàng hợp lý đấy. Rụng tô màu vàng hợp lý đấy. Đúng rồi, xong. Còn có một bức tranh thật đáng yêu, đẹp đúng không? Yeah.
lệch một tí không sao.